Đây, mẫu xe này thì bên em vừa mới về đây, đang chào bán hơn 300 triệu quá. Biển 30X9810 GLK 300 đời 2009 các bạn. Dòng này thì chạy sướng. Máy của nó là máy 3.0 nhé, chạy cực kỳ ok. Nếu mà bác nào thích cái dòng mẹt mà gầm cao chạy những dòng này thì khỏi phải bàn về chất xe luôn. Đấy. GLK 300 2009 này. Xe thì mới về xong, em vừa rửa xong, tí cho đi dọn dẹp sơn tỉa tí. Quay trước cho các bác luôn. Đấy, bác nào cần hình ảnh thì em gửi cho. Xe thì dòng này chạy sướng lắm. Nói thật với các bác là dòng GLK 300 này chạy cực kỳ phê luôn. Form dáng của nó cũng đẹp. Mà bây giờ giá của nó thì quá là êm rồi. Có hơn 300 triệu đã có GLK đi rồi. Trước thì cái dòng xe này nó hơn 2 tỷ cơ. Đấy, bây giờ nó chỉ có hơn 300 thôi. Và dòng GLK thì chạy nó cũng lành cũng bền các bác nhé. Dòng này thì chạy quá lành quá bền rồi. Đấy, xe thì còn đẹp cực kỳ luôn. Mua cái dòng xe này của bên em về thì gần như em dọn dẹp sẵn hết, các bác mua về là chỉ có sẵn sử dụng thôi. 3.0 thì dòng này nó rơi vào loanh quanh tầm khoảng 12 lít trên 100 cây. 12 lít trên 100 cây đối với dòng GLK này. Đấy, bù lại dòng này thì chạy khỏi phải bàn về chất xe luôn. Đấy, đạp phát dính lưng vào ghế. Mà gầm cao này ngồi trên nó thoáng, quan sát nó cũng dễ. Chạy GLK thì các bác biết nào đã từng chạy rồi biết đấy, chạy sướng lắm. 5 chỗ ngồi thôi nhá. 5 chỗ ngồi các bạn, dòng này gầm cao nhưng nó chỉ trang bị 5 chỗ ngồi thôi. Đấy. GLK 300 2009, giá bên em đang chào bán là hơn 300 triệu. Nếu bác nào ưng cái dòng này thì alo cho em Dương nhá.